Bỏ đây, 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 đây. Rác gì đây? Rác là rác chuột. Rác này không phải rác chuột. Rác là rác tổ chim. Nhà phân phối Cám Hiệp Đồng Nai, chuyên bán buôn, bán lẻ, chiết khấu cao. Thông tin liên hệ Facebook Lợi Trà Mào và Huyền Lợi, số điện thoại 0969729686 và 0987729990. Hiệp Đồng Nai luôn luôn đồng hành cùng những chiến binh. Mọi người nhá, chào tất cả anh em. Hôm nay có hai anh em ở đâu á? Em ở Vĩnh Tường á. Vĩnh Tường á, à? Có hai anh em Vĩnh Tường muốn đi xuống Giao Ly tìm tổ chòe cùng em. Thì hiện tại ở đây sẽ đi tìm vào cái vùng mà ba chuối này anh em nhá. Hai em nhiều tuổi chưa? 18 á. Đi tìm vào bãi chuối tìm. Thì nó không có, sẽ có chòe cho anh em. Vì là em có cái tổ chòe hôm trước của anh em Lập Thạch á. Thì sẽ tặng mỗi anh em một con. Nếu không biết bơi lớn chưa, hôm trước có quay anh em Lập Thạch đi tìm cùng. Nhưng mà anh em Lập Thạch hôm qua điện là mới mua một tổ rồi, lại không cần nữa. Thế thôi, không phải xuống nên sẽ cái tổ đấy em sẽ tặng cho anh em. Tặng nhưng mà sẽ chỉ nhặt cho anh em, mỗi em một con, thích chọn ngò chọn anh em nhá. Còn bây vẫn cứ đi tìm đi đã. Vẫn cứ đi tìm, còn tí nữa sẽ quay về đó để lấy hai con để tặng cho anh em. Mỗi anh em một con. Thế hai anh em học cùng nhau à? Không. Nhà nhiều chim không? Không, có mỗi một con mào. Mỗi một con mào à? Vâng. Không, chưa nuôi chè lần nào hay có nuôi rồi? Có nuôi rồi. À, có nuôi rồi nhưng mà bán à? Bán đi rồi à? Chết mất ạ. Toang à? Đây không thấy gì nhỉ? Tìm tổ chòe thì anh em cứ nghé vào những cái bùng chuối có rác. Rác lá chuối thì tỷ lệ là chuột cao, còn đâu rác phải có kiểu rễ cây, kiểu đất nó cắp lên thì tỷ lệ ấy hơi nhiều hơn. Đây không có, bùng chuối nó chín chín mang về cho chim tự nhiên ăn. Hôm nay bận đám cưới, có 5-6 ngày hôm nay dính đám cưới suốt rồi. Là không đi tìm được kia tổ hay gì cả. Không đi lấy được chuối về cho chim đấy ăn. Đây có rác gì đây? Rác tổ chim. Rác tổ chim. Không nhầm là thế. Phải nghe kỹ à. Đây các bác, đây rác này rác tổ chim rồi. Đúng không? Tối nhỉ? Rác này như là rác chuột ấy, nhìn khó phát hiện đấy nhỉ. Bây phải đánh đu lên. Đậu anh em cõng nhau. Được rồi, em bỏ dép ra dẫm lên vai nhau đứng lên tới không? Không bố cái xưa. Tới không? Tổ như kiểu tổ chuột ạ. Chuột đi gì? Chuột đi chim em. Lấy điện thoại chụp, đừng thò tay vào tổ nhá. Ôi kéo ngã, kéo ngã. Đừng chạm tay tổ. Lấy điện thoại quay. Quay xung quanh nhá. Rồi, quay đây. Đấy, có chòe hot đấy, chòe gì đấy. Vâng. Đó. Có gì không? Rác chuột. Đây lá chuối xé cái này, rác chuột. Lá chuối xé rồi nó rác chuột. Cứ đi thêm lần kia. Đây có chuối chín đây nhưng mà các bác nhá. À, đây tổ này có khả năng chưa chắc phải tổ chim nó làm tại đây mà người ta cắt cỏ này gắn lên. Đúng luôn. Đây các bác ạ. Chắc người ta cắt cỏ đây các bác. Thì người ta cắt cỏ thì người ta cắt phải nó thì người ta gắn lên đây chứ tưởng tổ chim ở đây. Nhìn trông giống đó lẻ nha. Đây thì xuống này. Trông giống, khá giống. Nó ra tổ chim chích. Chim sâu lát. Nó làm một cây cỏ sữa.
Không có gì à? Có cái lệt chứ. Trọng nhất là nhìn phải nhìn xuống đường không phải rắn rết bỏ mẹ. Ở khu này là năm ngoái là cũng có hai tổ đấy. Đây. Rác gì đây? Rác này không phải rác chuột. Rác này rác tổ chim. Đây tổ chim chắc luôn. Đây. Rác tổ chim chắc luôn, đây dễ cây này các bác ạ. Nhưng quan trọng là cái tổ nằm đâu. Hay mới cấp rác. Đây. Tổ này có người lấy rồi. Hoặc đúng. Em thử nhìn góc kia. Nhìn góc này này. Đây. Em bế cậu này lên. Hình như anh nhìn góc dưới chỗ chéo chéo đây này. Em tên là gì? Em tên Bình ạ. Còn bên này? Thành. Bình Thanh à? Vâng. Cậu Bình và cậu Thanh. Đấy, cộng nhau. Không có đâu. Không có gì à? Không. Tổ có khả năng ra tổ rồi đây. Cái vết này này. Ra tổ hoặc có người lấy. Đây là nó cắp. Mẹ cắp. Nó cắp chân vào đây. Cắp chân đây nó bị chảy một nải chuối. Cái đầu quả chuối. Ôi ơi. Này. Đây là một tổ, cái tổ chim này 100% là tổ chim rồi. Đây, nó cắp đây có cả phân này, chắc là chim nó ra tổ rồi. Mà sợ là kiểu như dợ, kiểu người dân người ta dồng chuối thì người ta sẽ khi mà người ta moi hết vỏ rác đi à. Nên mình không thể biết là tổ chim gì. Nhưng chân đấy tổ chim chòe cao. Nha. À, đưa anh em đi tìm tổ chim thì may quá có nhìn thấy cái bồn chuối nó nhỏ xinh xinh nữa. Thì tiện tay là nhúc luôn. Mấy ngày hôm nay bận đám cưới là không có chuối cho chim ngoài tự nhiên nó ăn ở chỗ đằng sau nhà mình rồi. À, may quá có nải chuối nhỏ, bồn chuối nhỏ chín. Vừa đẹp luôn ạ. Ở cuối bãi chuối này thì năm ngoái cũng có 1-2 tổ. Mà bây giờ không. Năm nay thì thấy kiểu nó làm tổ nhưng lại kiểu nó ra tổ rồi sao ạ? Ra tổ hoặc có người lấy mất à? Đó. Cũng có người đi tìm ra đây rồi. Hôm đấy là 1-2 người đi tìm, một người đi tìm chung. 2-3 người ạ. 2-3 người đi tìm cơ. Có người tìm vào đây trong này rồi các bạn. Đi quay ra đi. Đi không đi. Có người tìm rồi. Tìm 2 lần rồi. Hôm qua thứ 7 nó vào. À. Thứ 6 chiều từ tối thứ 6. Muộn hơn này một tí nữa cũng vào. À. Thế có khả năng có tổ nhưng mà có người tìm rồi. Cái ý là có tổ nhưng mà một là ấp, hai là đang có con. Đấy mà nó hay đi thăm. Thăm lại. Mình thăm lại. Đi dịch trên này. Đây các bác nhá. Anh em đi xuống ra đây để lấy cái tổ mà hôm trước anh em Lập Thạch đi cùng nhìn thấy thì em vẫn chưa quay đường đi được vì nó vẫn nhỏ quá. Chưa thể lấy được. Thì lại phải để mất mấy hôm nữa. Mấy hôm nữa thì mới lấy được vì là tầm này vẫn này tỷ lệ sẽ không có thể sống được đâu. Vẫn sống được nhưng khó, anh em không thời gian chăm dễ toang lắm. Ok thì để hẹn mấy anh em hôm sau vậy. Hôm sau nhá. Vâng. Ok.